ngày 18 tháng 1, Chân Phước Christina. Chân Phước Christina sống vào thế kỷ thứ 16. Ngài sinh ở Abruzzi, nước Ý. Tên thánh của Christina là Mattia. Khi lớn lên, Mattia cảm thấy Chúa gọi mình sống đời cầu nguyện và ăn năn sám hối. Ngài muốn trở nên một nữ tu dòng kín. Vì thế, Mattia đã xin vào tu viện kín Agostino ở Aquila và đổi tên là Sơ Christina. Cuộc sống của Sơ Christina thật âm thầm lặng lẽ. Thế nhưng người dân miền Aquila dần dà đã nhận ra vẻ đẹp ơn gọi của Ngài. Christina và những chị nữ tu khác đã mang nhiều phúc lành xuống cho người dân qua yến lễ cầu nguyện của các chị. Sơ Christina tuy đang sống trong dòng kín, nhưng cũng cảm hiểu được những nhu cầu thiết yếu của các người dân nghèo cư ngụ trong vùng ấy. Sơ và các chị em đã cung cấp cho họ những thứ có thể. Chính bản thân Sơ Christina cũng nhận thức được những thánh giá và đau khổ họ phải chịu. Sơ cầu nguyện và dâng các việc đền tội lên Thiên Chúa để cầu cho những ý chỉ của họ. Chúa Giêsu đã chúc lành cho Christina qua những lần xuất thần và ban cho Ngài khả năng biết trước tương lai. Thậm chí, Thiên Chúa đã dùng Christina làm nhiều phép lạ cho những người dân lành. Khi Christina qua đời, các trẻ nhỏ miền Aquila đã chạy tràn ra đường phố và hô lớn tiếng: chị nữ tu thánh thiện đã qua đời. Đó là ngày 18 tháng Giêng năm 1543. Một đám đông người đã đến tỏ lòng tôn kính và cảm ơn Christina vì tặng ân Sơ đã sống nơi thành phố của họ. Chúng ta hãy cầu xin chân phước Christina, chúc chúng ta biết quý trọng lời cầu nguyện trong đời sống hàng ngày.